Khoảnh khắc đẹp trên con đường tấp nập những ngày giáp Tết gây sốt mạng xã hội. Hình ảnh quen thuộc trong những ngày giáp Tết nguyên đán, đó là những con đường đông đúc, tấp nập dòng người hối hả đến nhanh chóng trở về nhà hoặc hoàn thành những công việc còn đang dang dở của năm cũ. Do vậy, đoạn clip ghi lại một khoảnh khắc đẹp và nhẹ nhàng giữa con đường đông đúc, tấp nập những ngày giáp Tết đã gây sốt mạng xã hội. Theo đó, đoạn clip được camera hành trình gắn trên ô tô ghi lại tại một tuyến phố thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Sự việc được ghi lại cách đây ít ngày nhưng mới được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây. Theo video, khi nhìn thấy một người phụ nữ dắt theo bé gái đi sang đường tại đoạn vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, tài xế chiếc ô tô có gắn camera thành trình đã chủ động giảm tốc độ và dừng lại để nhường đường. Để đáp trả lại hành động của người tài xế, người phụ nữ đã khẽ gật đầu để cảm ơn. Trong khi đó, bé gái đi cùng cũng đã cúi gặp người để cảm ơn tài xế vì đã nhường đường. Đoạn clip về tình huống giao thông đã nhanh chóng gây sốt sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú và không tiếc lời khen ngợi dành cho hành động nhường đường của tài xế và cách đáp trả của những người đi bộ. Theo luật giao thông đường bộ tại Việt Nam, các phương tiện sẽ phải dừng lại để nhường đường cho người sang đường khi đang đi trên vạch kẻ dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, trên thực tế, các phương tiện tại Việt Nam thường không chú ý đến điều này và thường dành đường của người đi bộ. Rất ít người chủ động dừng lại để nhường đường theo luật.